vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Giờ địa phương bây giờ là 8:55 với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và tín hiệu cài dây an toàn được tắt đi. Lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ gặp lại quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay. Để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mại, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 1900 1886. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Da Nang International Airport, Da Nang City. The local time is 5:09 a.m. and the inside temperature is 30 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and give your seatbelt fasten until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign turn off and ensure all mobile phones still off. To take care when opening the overhead lockers before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. On behalf of Vietjet, we would like to thank you for traveling with us today and we look forward to seeing you over again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. For more information about our schedule, destination, late promotion, booking and purchase tickets, please visit our website worldwideweb.vietjet.com or contact us via call center 1900-1886. Thank you and goodbye. Kính thưa quý khách, vì lý do an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ và cài dây an toàn cho đến khi đang hiểu cái dây an toàn phía trên kiện hôi được tắt đi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, for your safety, please remain seated and keep your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. Thank you. Bây giờ là 9:02 ha. Lý Hương đã có mặt tại sân bay quốc tế, ở Đà Nẵng nhé. Ở phía trước là hai anh Tây. Đi rất là gọn thôi quý vị. Hơi bị ù tai một chút, nhưng mà máy bay của Việt Sát thì nó lớn nên là cũng đỡ hơn. Đó là dạng máy bay mới. Và chỗ đẹp có quá nhiều. Cái gì đây? Không biết chỗ này có được quay phim không nữa. Bây giờ Lý Hương sẽ đi lấy hành lý, sau đó thì sẽ đi ăn cái gì đấy. Ôi, đói quá. Bây giờ để nhắn tin cái chị này một cái, rồi xong rồi đi ra. Ở đây, phi trường. Có rất là nhiều dự án quảng cáo của tôm ốc nhựa. Đây thì có chuyển tiếp bay đến quốc nội. Rồi vệ sinh ở bên đây. Chúng ta sẽ đi xem cuốn xuống ha. Đây. Giờ đầu tiên thì mình sẽ bật 3G lên, 4G lên. Bay tắt 4G lên. Giờ mình đi lấy hành lý một cái. Hành lý ký gửi.
Anh ơi, cho em hỏi hành lý cái gửi giờ mình lấy ở đâu anh? Hả? Em nhìn cái bảng cái kìa, được chưa? Mấy cái đoạn đồng hồ đấy nó sẽ hiện ra, nó hiện ra cái chuyến bay của em. Chuyến bay của em là gì? Vietjet 622. 622 thì nó sẽ hiện lên cái chữ đấy. Em đi tìm thì chỗ nào nó ghi là Vietjet 622 thì em chừng ngay cái bell đấy, cái mấy cái này người ta gọi là cái bell. Dạ. 5 1 2 4 5 6 7 8 9 10 đấy. Wow, dạ thông loan luôn. Cảm ơn anh nha. We'll be right back.